U20 nó chớm lên gần tới 30 đó bác.
Dạ nó lưng lửng á. 20 mà sao tóc rụng hết trơn vậy bay? Dạ bác ghẹo con hoài. Ừ. Bác ơi công nhận bác hay thiệt, bác đạp đàn quá. Ở việc nhà bác làm trụ đó. Hôm qua là con thấy bác lo toàn là công việc nhà không mà. Bác là con nói không phải con nịnh nha. Con người con có ghét mấy đứa nịnh lắm. Nhưng con phải khen bác. Bác là một phụ nữ mà đang tuổi xuân thì nè. Trời đất ơi, giỏi giắng nè, đảm đang nè. Nói chung là bác hoàn hảo, cái tiếng Anh nó kêu là perfect đó bác. Bác hay quá, cho bác đứng kế con voi mà còn đẹp hơn con voi. Qua đây có mục đích gì thì nó đại đi chơi, qua đây cứ khen bác hoài một nửa lỗ mũi ra, mũi phòng bự lên. Hơn cái dòi voi chắc chết. Dạ, bác biết sao không? Tại vì con qua đây là con con ngưỡng mộ quá. Con ngưỡng mộ bác. Nữa, con thần tượng bác đừng. Bác con ngưỡng mộ con thần tượng bác lắm. Sáng nay làm gì cũng khen bác hoài á. Tại vì con cũng giống Hương đó bác. Trời ơi thần tượng bác lắm. Coi bác giống như là một người mà phụ nữ mà tài giỏi quá bác ơi. Thế mà mục đích của con nay qua đây là làm cái gì? Thế con nói nãy giờ bác không hiểu hả bác? Không. Nãy giờ không hiểu gì hết. Bác kỳ kỳ vậy, vô khen quá trời luôn rồi. Bác cũng vui quá trời luôn mà không biết cái vụ gì vậy con ơi. Thì bây giờ con bác này. Con phải nói thật lòng cô không bác? Con hơi đổi màu một chút nhưng con cũng xin phép bác con nói sự thật luôn bác. Con sự thật là con không. Dạ. Con nói thật bình tĩnh thôi. Con bức nụ chứ con không có bức lá. Dạ. Đấy lộn, con bức lá cho con bức nụ. Con dặn cái áo được rồi. Dạ dạ. Đừng có đụng cái cành mai bác. Dạ, con nói bác điều này bác. Bác đang thiếu một cái gì đó không bác? Gì đâu bác đầy đủ quá mà. Dạ đúng, bác dạ bác là đầy đủ rồi nhưng mà nói chung là nó thiếu một cái gì đó bác. Thiếu gì bác? Thiếu. Nhà bác đâu có thiếu cái gì đâu. Thiếu có thiếu. Tết đến hả? Thiếu. À. Ý con nói là nhà bác thiếu bánh mứt cơ phải không? Không phải bác gần đúng rồi. Hay là nhà bác ý con nói là nhà bác không có hoa hồng. Không gần đúng rồi bác. Cố lên, miếng nữa bác. Miếng nữa hả? À, vậy là thiếu miếng dưa hấu phải không? Không, bác bi rồi phải không? 5, 4, 3, 2, 1 Thua. Bác thua là thấy không? Con nói mà, bác thiếu một cái gì đó, bác không nhận ra sao không? Không. Mi là cái gì? Đây. Mì hả? Mì gói không, hả? Không, con nè. Trời ơi. Không, nhà ông. Bác hai mẹ con được rồi, bay vô chi chặt nhẹ. Thôi bác, không phải con có ý đó, con muốn nói một điều đơn giản thôi bác. Bác có thấy rằng mặc dù bác là một người phụ nữ trẻ đẹp đến đâu, một người phụ nữ khéo léo đến đâu, thì khi có những công việc nhà mà nói chung nó vấn đề mà dùng sức mạnh đó bác, thì bác vẫn cần một cánh tay đàn ông nó bự như là cái không, giờ bự hơn cái tay con chút nhưng mà tay con cũng đủ rồi. Được rồi bác hiểu. Dạ, rồi dạ. Ý con nãy giờ là giao đái là bác rất là rành rọt. Dạ. Này mày nãy giờ vô là khen bác xong. Dạ. Bây giờ chuyển qua cái vớ thứ hai khen mày đúng không? Dạ, 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 đúng không? Đúng không? Là nãy giờ là con khen bác quá trời, giờ ý là bác là phải khen con là đẹp trai, con keo réo, con đô con, bự con, dạ, phải không? Bác, cái vấn đề nó nằm ở gần tới đó đó bác. Dạ. Tại vì bác thiếu một sức trai trẻ, người đàn ông để có thể mà bảo bọc được gia đình bác. Bác hiểu con nói chưa? Thiếu tre. Dạ. Ý, bác thiếu tre đó. Dạ. Hình như cũng chính xác đó. Dạ. Con nói bây giờ bác mới suy nghĩ lại mấy chục năm đầu ở trong nhà bác không có tre con ơi. Dạ đúng rồi. Thôi mình nói gì đi, không có đàn ông đi. Dạ đúng bác. Trời ơi, tự nhiên nhắc đó lòng bác buồn quá trời. Không, bác đừng buồn. Bác đừng buồn bác ơi, đầu năm bác buồn chết con bác. Bác ơi, bác đứng dậy em con bác. Mày nói quá à, mai chưa nữa rồi. Đầu năm gì mới sắp đầu năm mà. Dạ cuối năm nó chuẩn bị qua đầu năm bác buồn là nguyên năm con tội lắm. Nhưng mà bây giờ sao con thiếu gì giờ sao? Thì thiếu người đàn ông gì bác nói tiếp đi. Nói vậy là bác hiểu rồi. Dạ. Bao nhiêu năm nay tại cái ngôi gia này vắng bóng một người đàn ông con ơi. Đúng rồi đó bác. Bây giờ tìm đâu ra hả con, chứ cái đầu tóc của bác nó bạc phơ xương như vậy đâu. Bác gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Đâu? Dạ đừng dòm xa, dòm gần nè bác. Con nè. Không. Hả? Dạ sao? Trời ơi. Hả? Không. Trời. Nãy giờ vô đây nói qua nói lại giờ mới hiểu được cái tà khí của cậu nghe chưa? Không. Cậu nghĩ sao vậy? Bác đừng nói tà khí, con trong sáng lắm bác ơi, con trong sáng vô cùng bác ơi. Trời ơi, quá ra nãy giờ vô đây nó nói chuyện qua chuyện lại, quá ra nó
Trời ơi, chết rồi con ơi, con bác ơi. Chưa, bác hiểu không chưa? Được con ơi, con tại phải sao? Giác ngộ lại đi. Tại sao bác? Bác gấp đôi tuổi con rồi. Dạ. Với lại con cũng, con còn trẻ lắm, không hiểu không? Không, không, bác mới vừa nói là con đã già rồi mà. Không, già là già lúc nãy thôi, chứ bây giờ so ra so lại thờ ơi, thấy ghê giống đôi đũa lệch quá con ơi. Dạ không, 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 bác trời đừng nghĩ vậy bác ơi. Bác ơi, bác đừng nghĩ vậy mà. Không, không, bay đừng có suy nghĩ vậy. Trời ơi, bay còn trẻ, bay còn nông nổi quá à. Bác bây giờ bao nhiêu năm nay bác giữ trọng cái trinh tiết, bác giữ trọng cái danh tiết của bác mấy chục năm nay rồi. Dạ, nhưng sao bác? Rồi bây giờ tự nhiên bay vô đây, bay nói vậy trời ơi, sao mà được, hàng xóm ta nhìn vô ta quánh vé bác chết. Bác, con không được đâu con ơi. Bác, chẳng lẽ bác coi trọng danh tiếng của bác hơn là hạnh phúc gia đình à? Im. Dạ. Không có được nói vậy nghe chưa. Trời ơi, tuổi trẻ háo thắng. Dạ. Mạnh mẽ. Dạ đúng rồi. Quay phong đầy dũng khí. Đúng rồi bác con. Nhưng mà mê muội quá con ơi. Sao bác nói vậy? Con nghĩ sao vậy? Dạ. Con tới đây là gì? Bác già chà bác lửa hả vậy? Con còn non quẹt vậy rồi. Trời ơi sao được con ơi. Không được con ơi. Bác không hiểu vấn đề à. Bác thấy ngôi nhà của bác như thế nào? Quang Du. Dạ. Do có một mình bác với con gái bác không? Hai người đúng không? Ừ, hai người. Mà bác thì sao? Trời ơi, đúng rồi, trời ơi, nó làm gì tôi còn nhớ nữa. Con bác nó bằng tuổi của con. Dạ. Bác là bà quá nữa. Đó bác, đúng rồi. Vì cái chữ quá đó mà con mới tới đây nè bác. Trời ơi, tự nhiên gì tôi quá vậy? Bác giữ chồng một người đàn ông. Trời ơi, cái thằng này công nhận á. Trời ơi, nó lợi dụng cái chữ quá của mình, nó nhào vô tôi. Bác ơi, con quyết liệt lắm, bác không, không, bác, được, được rồi. Con ơi, giữa bác với con còn cái khoảng cách dữ lắm. Con biết khoảng cách là cây mai đúng không, nhưng mà dùng cái mai đi, không có khoảng cách. Ôi, khoảng cách nó lớn lắm con ơi, cây mai này chỉ là một cái con, cây nhỏ xíu, không thở nào được đâu con ơi. Thôi bác ơi, con đừng làm vậy. Con hiểu rồi, con hiểu rồi, bác. Bác ơi, con hiểu rồi. Bác sợ quá. Bây giờ con chỉ còn một cách thôi. Bác. Con ơi, bác cho con 2 phút mà con nói một câu rồi bác quậy. Con đừng nói nữa mà trời ơi, bác ngại quá trời ơi con ơi. Không, không, con ơi, ngại quá. Hả? Bây giờ con sẽ hành động. Trời ơi, trời ơi, con hành động nữa. Thật con ơi, con ơi, đừng nghe. Bác, con. Đây. Cái gì? Trời ơi. Tâm huyết cả đêm của con. Con bao nhiêu con ép hết vô đây cho bác. Bác đập đi rồi bác sẽ hiểu. Mà đứng bằng thằng vậy? Đâu có gì đâu. Con ông á, thờ công nhận nó dễ thương không ơi. Chà, nó dễ thương rồi đó, phải dễ thương thôi. Công nhận á. Nó ở đây đem mấy cái cây làm xưởng qua tặng cho chị để chị ăn Tết cho vui vẻ thôi. Công nhận cái người anh chung đéo quá à. Bao nhiêu năm qua tình cảm vẫn vậy mà cứ làm người ta bất ngờ hoài à. Con tôi, con người tôi từ xưa tới giờ vẫn vậy, không quan trọng hình thức bên ngoài. Mặc dù bên ngoài nó là những chiếc bánh mà hình tròn, nhưng bên trong là đầy những cây lạp xưởng. Tặng cho chị. Tại thấy gia đình chị đơn chiếc quá, không ai đi chợ, còn tôi một mình tôi đi được. Hôm nay làm gì mà tươi tắn quá vậy ta? Ôi, chủ như mai, mai như chủ. Trời, anh quá khen à. Cha cũng dễ thương mà con cũng dễ thương. Mà sao tàu quá, thằng nhỏ làm như nó thiếu tình thương mẹ nó sao á. Đúng rồi.
nó thiếu tình thương mẹ nó rất là lâu rồi. Một mình tôi gà trống nuôi con, nuôi riết rồi, chị thấy không? Chỉ có nó mập thôi, còn tôi không mập nổi là vậy đó. Nó bởi vì tôi nói nó mập quá, đâm cái nó lạng lưng. Ơi, không phải, thằng nhỏ nó lạc lạc, không phải, nó lạc mẹ đó. Nó thiếu thịt thâu, anh đừng hỏi gì nữa hết á. Anh đứng đây đi, anh đứng đây đi. Anh muốn làm gì làm, tỉa mai anh dọn nhà, anh muốn làm gì. Tôi đi chỗ khác, tôi đứng. Chị đi đâu? Chứ tôi đứng đây chặt hồi tôi bữa tiên. Tôi đi nha. Không có lẽ hôm nay mình bị quyến rũ như vậy sao? Mình cái làm như vậy đâu có dễ rồi quên được đâu. Cuối đời thì đã luôn nhưng cũng yêu đương chắc cũng còn mặn mà lắm. Anh quyết định thua em, sẽ coi nhà cho em luôn. Đem cái này vô nữa, cái để mèo ăn hết. Chỉ một mình tôi thì phải làm chủ cả nhà này thôi. Thôi cái nhà phát ra từ lâu thế, nghe sẽ đắp lòng. Ôi, bộ bác cũng thích loại nhạc này lắm hả? Trời ơi, nói về nhạc bác rất là thích. Trời ơi, con cho bác nói thiệt với con nha, bác rất là đam mê âm nhạc. Trời ơi, những cái nhạc giống vậy bác rất thích, nhưng thích là nhạc sến, thích nhiều hơn. Thích nhạc sến mà sao bác nhảy hip hop? Cái chuyện thích và cái chuyện làm nó không cần liên quan với nhau nhiều, con hiểu không? Nhiều khi gặp hoàn cảnh này mình phải bừng bừng mình nhảy hip hop. Nhiều khi gặp cái vui vui hơn, mình nghe nhạc sớm nên mình khóc chơi vậy thôi. Bác chưa tính quá à. Mà trời, con thấy bác nhảy á, giờ bác trẻ trung mà bác nhảy đẹp lắm. Ai cũng nói như vậy hết. Ngày xưa, nói không phải quay với con, bác đã từng là người đạt giải quán quân về nhảy đầm điệu cha cha cha. Quán quân nhảy đầm cha 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 mà con thấy bác nhảy hiếp hớp nãy giờ á. Những cái liên quan về thích của bác nó không hề giống nhau. Chỉ có người bác nó mới có liên quan với nhau thôi. Ý thích của bác nhiều khi bác thích nhạc sến, nhảy hip hop, nhưng mà đậu cha cha cha. Con mới đi làm gì hả? Dạ. Ngồi đi con, ngồi đi. Có dạ, mệt lắm không? Dạ. Ngồi đi con, ở ngoài buổi tạm quá. Nên tẩy buổi trước khi vào nhà. Cái chổi quét bàn mà bác. Thì cũng buổi thôi. Bác sẽ đi lấy nước cho con uống, chờ bác đi. Để con đi. Con ngồi im đó. Con để cho bác có quyền làm chủ trong ngôi nhà này được không? Dạ. Bác sẽ lấy nước cho con. Bác ơi, mà bác qua kiếm mẹ cháu hả? Ủa mà sao mẹ cháu đi đâu không có nhà vậy bác? Không quan trọng. Vấn đề của mẹ con có ở nhà hay không có ở nhà không quan trọng. Con hãy uống nước đi. Dạ. Đi làm về mệt quá, mặt mày bơ phờ hết. Dạ. Con này, dạ. Trước khi những ngày đi làm về, còn bước vào nhà với vẻ mặt buồn bã mệt mỏi, mẹ con thường làm điều gì cho con? Dạ thì cũng bình thường, mỗi ngày con đi làm về á, xong cái mẹ con hỏi chứ con đi làm về có mệt không? Giống y như bác hỏi vậy đó. Đúng rồi. Mẹ con cứ lấy hai cái tay vậy nè, bóp được vậy. Yên tâm bác sẽ. Không được, cái này vượt ngoài khả năng của bác rồi. Dạ. Bác ơi, công việc có nhiều hay không? Dạ nhiều lắm. Bác sao thấy con mệt mỏi quá? Tại vì á, con cũng không có mệt mỏi gì lắm đâu. Công việc mà bác, cuối năm thì công việc nó mình phải làm. Rồi mỗi cái nó chất chồng lên là cao như núi vậy đó. Không được, cái này cần phải coi lại. Con gái phải giữ gìn sức khỏe, làm việc nhiều quá nhan sắc nó sớm tàn phai. Con nghỉ cái chỗ đó đi. Ủa sao vậy? Tự nhiên con đang làm mà tự nhiên bác kêu con nghỉ là sao? Phải có đầu óc đầu tiên. Làm như vậy con này mày chết không ai lo. Về cơ quan của bác làm. Ôi, không được đâu. Làm thư ký riêng cho bác, không chừng mày lên giám đốc luôn đó. Ôi, không được.
được đâu. Mẹ cháu không có thích cho cháu làm cái nghề thư ký riêng gì của ai hết trơn. Con mẹ già cổ hủ, con mẹ già lạc hậu, con mẹ già đó, bà bước chân vô đây tao quánh không còn đường trở về. Già rồi hả? Cháu bắt chửi mẹ cháu dữ vậy? Ủa nãy giờ bắt chửi mẹ con hả? Chửi xối xả luôn, giống như tạt nước vô mặt vậy. Bà xin lỗi con, bực sốc. Dạ, vậy thôi bà, đây bà cũng chửi như thường. Tại sao già lạc hậu như vậy? Phải để cho con cái nó có cái đường thăng tiến cho. Không lẽ bắt nó vô nó ngồi nó cắm đầu ở trong cái bàn hoài làm sao được? Dạ nhưng mà cái đó cũng phải bàn lại với mẹ cháu chứ, cháu cũng không có quyết định được. Không cần phải bàn, có bác ở đây. Thôi thôi bác, bác uống nước đi, bác có mệt không? Nãy giờ bác nói nhiều quá, bác có mệt không? Bác quen rồi, bác nói nhiều bác quen rồi. Tại vì bác nói nhiều bác mới bây giờ nó thịt nó bỏ đi lần lần, nó còn để lại xương đây không thôi. Bác, nhưng mà bác qua đây á có chuyện gì không vậy bác? Bác muốn tâm sự với con một điều mà ấp ủ trong lòng bác rất là lâu. May không có mẹ con ở nhà, có ba ở nhà mà quanh bác chạy không kịp. Trời ơi, tự nhiên bác nói gì mà cháu không hiểu gì hết trơn á. Nói gần nói xa không qua nói thiệt. Bác hỏi con là ngôi nhà này chỉ có hai mẹ con thôi. Dạ, hai mẹ con à. Đừng chịu quên. Kệ. Không được như vậy. Nhưng mà đừng bập với nhau, mẹ cháu thương cháu lắm. Ngôi nhà này thiếu một người đàn ông lực lưỡng. Ủa, bác định đánh cháu hả? Không, bác tính phe lực lưỡng mà giật mình là lộn rồi, mấy chục năm trước thôi. Bây giờ bác không muốn giấu giếm tình cảm đó nữa. Bác bày tỏ tình cảm của bác ra cho cháu biết. Bác đã yêu. Trời ơi, không được đâu. Trời ơi, bác trời ơi, bác nói gì kìa. Giữa cháu với bác là có một cái khoảng cách nó xa lắm. Con xin bác đừng suy nghĩ gì nữa. Không, con đừng có so về khoảng cách. Con so về khoảng cách là ý con nói là về hoàn cảnh gia đình chứ gì. Không phải đâu. Không, nếu không thì rất là dễ dàng. Nếu không thì tuy sao mà gần, thì gần mà sao con nghe bài đó chưa, nghe bài đó chưa? Bác ơi, con xin bác. Trời ơi, bác ơi, cho dù gần hay xa gì đi chăng nữa, nhưng bác phải hiểu mình, con với già bác là như thế nào. Không được đâu bác à. Bác biết con rất là khó chấp nhận bởi vì con quá bất ngờ đúng không? Dạ bất ngờ, cái này con bất ngờ lắm. Nhưng bác ơi, con xin bác vì thương mẹ cháu đi. Thương mẹ cháu mà coi như không có chuyện gì xảy ra nha bác nha. Được rồi, bây giờ bác có nói bao nhiêu đi nữa bác cũng khó nói quá. Làm sao bác nói được? Bác khó nói, bác ngượng miệng khó nói lắm. Không được. Con cầm đi. Hả? Trời ơi. Bao nhiêu tâm huyết bác đã ói hết cho anh ba, bao nhiêu tâm huyết bác đã giết hết trong đó rồi. Ôi trời ơi, ôi mẹ quá. Ôi trời, bác đừng làm nữa bác. Đừng, con đừng nói. Con phải đặt trong này đi. Đặt trong này đi, con phải biết tâm huyết của nó. Bác muốn làm những cái điều mà. Ôi trời ơi. Ba muốn làm những cái điều mà. Mẹ mất đi chờ. Ba chưa bắt người về. Sao con cứ vô trò con phải nhìn thẳng vô mặt bác nè. Những lời đó bác không thể nào nói được, con hiểu không? Nhưng bác mong con hiểu. Bác mong là con phải hiểu, hiểu không? Con phải hiểu mà. Con là con phải hiểu bác đi. Con phải hiểu bác, con đừng có nghĩ tới sự phân biệt. Tất cả những cái gì phân biệt, con phải hiểu. Oh my god. Không. Ghen gớt gớt cái gì? Bây giờ tôi xin mời ông. Tôi xin mời, tôi tống tiễn ông ra khỏi nhà này. Từ nay cha con ông đừng bao giờ bước chân qua cái nhà sang trọng của tôi nữa. Tại sao chị nói lại điều đó? Mời ông về đi. Má. Ghen tài lanh sánh xì á. Dùng cái đầu bê la tôi ghét không? Hai màu là được rồi, còn chơi màu trắng, rồi màu vàng, rồi còn màu đen nữa, thấy mừng ưa. Chị nói nha, tôi nhịn bà nha, bà nhìn tôi đi. Không lẽ bà thua có một cái màu vàng thôi mà bà cạnh tranh với tôi? Còn nhớ đọc cái đó nè. Hồi nãy là bác đã hù bà đầu bảo có mặt đây bác quấn bà. Bây giờ bác ở đây là có chuyện. Gần Tết không muốn có chuyện. Bác đừng buồn á bác, ông về đi. Bà chị, tôi chỉ muốn nói với bà chị một điều thôi. Tôi muốn nói với chị một điều. Bác, thôi đừng bác, đừng. Bác, ông về đi. Rồi có một ngày. Nhìn mà tức ói máu à. Người thì ốm nheo nhất, mặc nguyên cái áo có hai con rồng thì ghê. Nghĩ sao? Nghĩ mình là rồng á, xin lỗi à. Mình là nguyên một cái con vượng dài sọc, mặc cái quần trắng. Chẳng quá chữ không nên lời lẹo lưỡi luôn. Ông nheo, tóc vàng.
Dè rồi còn giặt cột tóc thấy ghê. Trời ơi, nghĩ mình là ai vậy? Xác định lại đi. Sao không? Thôi được rồi má. Vừa phải thôi chứ. Trời ơi, cha con nhà này là má thấy xài không vô rồi con ơi. Quét đi ăn qua thường. Thôi được rồi, được rồi. Má đi đâu về vậy? Má mới đi ra sau nè. Má về đây má đứng lên má chứng kiến. Rồi má rùng mình, má chịu không nấu luôn. Mà má chứng kiến cái gì? Con tán má. Cha tán con. Trời ơi, không thể nào chịu đựng nổi. Quá ư là loạn luôn rồi. Loạn quá rồi. Giận quá đi. Con thấy không? Thứ mà trâu già ăn gặm cỏ non. Răng cỏ có còn miếng nào đâu. Vô đi gặm cỏ nhà này đi. Trời ơi, tôi bẻ cái sừng cho biết. Thứ già mặt dịch. Thứ già mà tóc dài mà cột tóc. Đồ ghét. Ôi nhắc thêm mà ghê. Trời ơi, làm cái gì mà chửi dữ vậy? Cha con một nòi, cha con một giống, thấy không? Đi vô đây. Con tán tỉnh rồi, cha tán tỉnh. Ủa? Mà hồi nãy anh Linh có qua đây hả? Thì qua đây tán tỉnh. Trời ơi, anh Linh anh tán má hả? Chứ còn sao nữa? Chứ con nghĩ sao nó tán con? Thừa không? Đó. Gì kỳ đó? Gì kỳ? Cậu con nghĩ sao? Nó tán má đó, rồi cha nó qua đây tán con. Không được, anh Linh anh yêu con mà. Trời ơi, má không biết cái gì hết á. Má chỉ biết là hiện giờ nó tán má. Theo má nghĩ thì cái sắc đẹp má hiện giờ vẫn còn đẹp. Nên nó nhìn má rồi nó bị cái chinh phục. Rồi cái nó theo đuổi má. Trời ơi má ơi, chắc má hiểu lầm rồi chứ ảnh yêu con lắm, không có vậy đâu má ơi. Trời ơi nè, đây nè, nó nè, nó viết cái lá thơ đây nè. Nãy hả, ba nó qua đây rồi má nghĩ thôi, xấu hổ quá đi. Cha con mà hai cha con cùng vua một người đàn bà sao mà chịu nổi. Má phải chạy trốn đằng sau giường, rồi cũng run rẩy quá không đặt được. Tại vì thấy ổng đứng đây nói chuyện với con, phải vô đây rình. Hóa ra cha nào con đấy, che con một giường, không thể nào chấp nhận được. Mày đưa cái lá thơ đây, đưa má coi thử, viết cái gì lăng nhăng ở trong này coi. Tỏ tình cái gì đây? Từ lâu, cháu đã muốn viết thư nói rõ nỗi lòng của cháu cho bác biết. Trời ơi, gì vậy trời? Thấy chưa? Thấy không? Nó còn ngu nít mà nó quý ma vậy đó. Coi cha nó viết cái gì đây? Gì đây sao đọc không được nữa? Trời, giận lên. Đeo mắt kiếm vô, lại không đọc được. Rồi tháo ra mới đọc được. Cứ mấu lần, mùa xuân về thì qua lại nở. Qua lại nở rồi mùa xuân về. Trời ơi, già cả mà nhảm nhí quá. Xuân thì qua phải nở thôi. Con người cũng vậy, mùa xuân khiến người ta rộn ràng. Ừ, ông già cả, ông rộn ràng đi. Ông rộn ràng xong, trong đứt mạch máu não. Ông đứng chết tư, chết cao luôn đi. Thôi, má, má, vô ràng tiếp nè. Bác là người tuyệt vời nhất mà cháu đã được biết. Trời ơi, quá đáng à. Đây nè. Vậy mà lúc nào cũng nói là yêu mình. Lúc nào cũng là mình là một người con gái. Quên, đừng quên, đừng quên. Bác cảm thấy mình được đẻ lại. Mỗi khi đến ngôi nhà thơ trẻ thì ớn luôn à. Nghĩ sao à? Mặt dè như con mèo vậy. Tóc dài ngồi ốm nhách. Rồi ông quay lại đi. Quánh ông một cái là không còn miếng quần áo. Ông như một cái bộ xương cách trí. Ông đi ra ngoài đường à. Lúc đó ai nói ông già hả? Già cái khỉ móc. Nữa rồi má. Cháu biết có lẽ bây giờ chưa thích hợp để nói ra. Chưa thích hợp nói ra. Chứ định dừng nào nói. Vừa phải chứ. Nói yêu mình mà bây giờ nói vậy đó. Cháu cũng biết là càng già con người ta càng thấy sự cô đơn đối diện với trong trai. Cái gì trong trai đây? Đâu, gì trong trai? Đầu ở trống trải, già cả viết lá thơ còn thiếu chính tả nữa. Cái gớm à. Trời ơi, cô đơn, cái chao đó. Liên quan gì? Con tôi nó có tôi đâu. Tự nhiên giờ nó quen làm cho hết cô đơn hả? Thôi xin lỗi ông à, nghĩ cho nó khỏe đi ông già. Nè, suốt cuộc đời này cháu sẽ không bao giờ thay đổi tình yêu của mình. Vui vẻ quá. Nè, bác biết sự thật khó chấp nhận. Trời ơi, quá khó chấp nhận luôn, không thể nào chấp nhận được. Không thể nào mà con đi lấy một cái ông già như vậy được. Cháu chỉ yêu một mình Hương thôi. Mẹ cháu là người phụ nữ làm thay đổi cuộc sống của bác. Trời ơi, xin lỗi à. Biết gì à, mừng người vậy mới có thay đổi được không? Đúng rồi, cha con này không có xài vô. Má nói con nghe từ nay con phải tuyệt mặt, không bao giờ giao lưu đối ẩm gì với cái gia đình nhà này hết á. Ủa, má ơi. Gì? Má coi kỹ cái thơ lại coi má. Coi cái gì? Viết rành rành rõ rõ đây nè. Còn sai lỗi chính tả đây nữa nè. Mà còn coi cái gì nữa con? Chỉ yêu một mình luôn. Nè, thì mẹ cháu là người phụ nữ thay đổi cuộc sống của bác. Để tiếng vô má. Mẹ cháu là người phụ nữ làm thay đổi cái cuộc đời của bác.
con. Má đọc sơ mà má thấm gì em ha. Trời má nhụt quá con ơi. Con viết tiếp câu sau câu gì nữa vậy con? Đây là má. Cháu và Như đã thề sẽ sống chết bên nhau mãi mãi. Bác muốn là người đàn ông sẽ đi theo mẹ cháu đến cuối đường đời. Trời ơi công nhận ơi, nhà này hai má con trời ơi lanh điều hết trơn á, lanh mà nuốt nhau thụ nhục quá con ơi, tự nhiên nãy chửi ông quá trời. Cha rồi bây giờ xong giờ cho má lỗi quá không má, xấu khổ quá con ơi, con má nó cũng như cái hứa rồi mà. Vô đây, vô đây. Cháu nhớ là cảm của tao. Bây giờ này, cháu. Dạ. Cháu nói đi. Cháu phải nói tất cả những cái tình cảm của bác dành cho mẹ cháu. Cháu đã nói với mẹ cháu chưa? Cháu nói giùm cho bác đi. Dạ. Bác không thể nào kiềm chế được nữa rồi. Cháu nói. I love her. I love her, you know. You know. Cháu hiểu rồi bác à. Nhưng mẹ cháu đâu? Mẹ cháu không có mẹ gì. Mẹ đi cháu. Sao đó? Cháu nói đây. Má em thiệt quá con ơi. Tao hơi bắt sợ gì nữa má ơi. Trời ơi, chuyện tình là tao à, cái như nó mặt sẽ ngủ quá. Trời ơi, quậy chị đừng có che nữa. Cái mặt chị còn đỏ, nó mắc cỡ nó còn đỏ hơn cái miếng này. Trời ơi, gì đó hả? Trời ơi, mặt tôi đỏ như cục gạch gì đó hả? Trời ơi, chết luôn rồi. Con ơi, lỗi má lớn quá bây giờ hả? Ai muốn bắt đờm gì má cũng chịu hết trơn á. Bây giờ bác tính sao bác, nói chuyện con nhờ cậy bác cho bác tính tụi con sao? Thì bây giờ bác tính gì nè, chuyện giờ cũng giải tỏa hết rồi. Thì hóa ra là bác trai này là qua đây tỏ tình với bác, là yêu bác. Rồi con đây tỏ tình là yêu con. Ừ, yêu con. Bây giờ bác với bác này đám cưới. Được không? Bác ơi, bác, mẹ, má. Hai đứa con. Dạ sao bay kỳ quá. Dạ. Sao bác? Tao già rồi mày cho tao nặng trước đi. Trời ơi ba, đứa con còn trẻ trời. Chưa biết gì hết ba cho tụi con trước đi. Cho tao mà nặng trước bây giờ mày cho tao nào. Mày không cho tao quánh mày lên nữa. Không anh ơi, bây giờ để gì đi. Mình già mình không có nhoi lại với cái tụi này đó. Để nó em xuống nước cho anh. Không con ơi. Dạ. Bây giờ chuyện mọi sự nó đã rõ ràng hết rồi. Thiên nhiên bạch nhật gì đó, cái gì ông? Thanh thiên bạch nhật. Thanh thiên bạch nhật hết rồi. Yeah. Bây giờ coi như là ai cũng hiểu cái chuyện này hết rồi. Thôi cho má với lại ba đưa về, cho má cưới chú đi. Hả? Ủa, má không dành nữa. Má. Nó giỡn kìa thôi, tôi quay lại nhìn ổng thấy già quá, trời làm nó cứng hết trời. Nguyên sống này nó cười ở trong mũi. Mệt mệt quá. Tôi nói bà nghe bây giờ bà đã hiểu ý tôi chưa? Nào hiểu đâu. Bà hiểu cái ý tôi rồi gì, bà hiểu tận trái lòng tôi rồi gì. Nào, tôi tưởng là bà không hiểu tôi nói thiệt, bà tôi tưởng bà không hiểu tôi buồn luôn. Bà biết sao buồn không? Tức là những nụ cười ánh mắt anh trao đó, là bà không có áp phê gì đối với bà hết. Nên tôi buồn. Bây giờ bà hiểu rồi là những cái nụ cười đó là cảm thấy vui luôn. khe cười răng riết cũng còn miếng nào đeo giả không cười hoài à. Đây thôi má mới chơi gì thôi chứ giờ xong đây là á tụi bay làm đám cưới đi. Nói cho chị nghe, thật sự là yêu chị lắm cơ, nhưng mà bây giờ thôi, tất cả vì tương lai con em chúng ta. Đúng quyết rồi. Định cho tụi nó trước đi. Đúng bây rồi. Giờ tôi quyết định như vậy nè. Ông sắp hai đứa con ráng đi. Giờ cũng cận ngày rồi, Tết nhất tới nơi rồi. Không biết là lo có kịp hay không. Qua Tết khoảng chừng dài 3 tháng đi, rồi ba sẽ lo cho. Con ơi, cứ luôn đi, cũng qua năm sau mới cưới là sao? Cưới ngày nào bây giờ? Thời ơi, thì cưới gấp ngày mai cưới cũng được. Thời ơi, xóm làng mình có 5 con người à, ta đám cưới luôn cho nó vui chứ đâu. Thời đó, coi như là đầu năm đầu tháng có đám cưới. Rồi ý là mình làm xong hỷ luôn hả? Không, xong hỷ cái gì? Tại sao vậy? Đám cưới đây được rồi, đây về cứ vừa chết luôn à. Gốm mai cưới bà làm gì? Tôi nói cho bà nghe, xong hỷ đây là Tết. Người ta vui là một cái hỷ. Hỷ sự của tụi này nữa là hai cái hỷ. Còn chuyện mình tính sao đây? Bà hiểu không? Tôi nếu mà tính như vậy, bà tính như vậy là hợp với ý tôi. Sẵn dịp đây đó là mình mời bà con tới. Mình gặp mặt bà con, mình chúc Tết luôn thể. Tại vì mình có đâu có đi đến từng nhà được đâu. Ý tôi chúc Tết như vậy nè, bà có chịu không? Không, cho tôi trẻ nhất nhà tôi chúc trước đi. Cho chúc chứ còn cái chữ trẻ là sai bét luôn, sai bét luôn. Để tôi chúc nha. Chúc đi. Chúc qua năm tốt. Hay. Chúc mọi gia đình hết ức. Nhà nhà đều lắm mất. Thôi mệt quá chúc gì đâu.
Lúng tâu hề quá. Mà để tôi chúc cho bà nghe nè. Chúc gì? Chúc mọi nơi mưa thuận gió hòa, an khang thịnh vượng, sĩ nông công thương làm ăn phát tài, gia đình hạnh phúc. Xuân đã về, xuân đã về kia, bao ánh xuân về tràn lan.